Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số thời gian của giám khảo Harry Won. Xin mời ạ. Yeah, bong bóng còn nhỏ lắm, cố lên. Chưa đâu, mới được nửa đường thôi. Cố lên Xuân Hậu ơi. Yeah, cố lên. Sắp rồi, con ơi, sắp rồi. Gia Bảo bước ra rất là khí thế luôn. Bây giờ thì con hãy giới thiệu bản thân mình với cô chú trước nha. Xin mời con. Dạ con tên là Hứa Gia Bảo. Ở nhà con tên là Su Hào. Su Hào. Bé Su Hào ạ. Nghe cái tên nhắc nêu Su Hào dễ thương quá nhờ. Con thích nhất là bộ môn boxing. Con học bộ môn này được 1 năm. Trong lúc tập luyện con không thấy khó khăn. Con thấy boxing này cần sức mạnh. Con tập boxing là để khỏe mạnh, phòng vệ bản thân mình. Ban đầu mẹ của bé cho bé vào tập vì mục đích là để giảm cân và để khỏe khoắn. Sau một thời gian tập luyện thì bé đã cảm thấy phù hợp với và đam mê hơn với môn boxing này. Hy vọng bé Xuân Hào sau này sẽ tham gia những cái giải thi đấu ở thành phố và còn trở thành quốc gia. Chúc Su Hào thành công và vượt qua những thử thách trong siêu tài năng nhí ạ. Gia Bảo ơi, con quay qua đây cho cô chú nhìn gần cái Boxing. Ai đã chuẩn bị cho con cái kiểu tóc này vậy? Dạ ba mẹ con. Mình chuẩn bị cái kiểu tóc đó là đặc biệt cho chương trình này hay là kiểu tóc hàng ngày của con đều như vậy luôn? Dạ đặc biệt cho chương trình này. Mà con ơi, tại vì theo cô biết á là tập boxing á là đa số là những người gầy thiệt là gầy thì con đập boxing xong vẫn còn tròn là lý do gì? Dạ con ăn nhiều. Dễ thương. Thương con thích ăn cái gì vậy? Dạ cơm chiên. Nghe là thấy nghe ngon rồi đó. À. Đói gì nữa, cơm sườn thích không? Dạ không. Không thích cơm sườn, thích gà rán không? Lâu lâu con mới ăn. Thích pizza không? Bánh pizza. Dạ không. Chỉ là không có thích fast food. Vậy thôi ăn cơm chiên đi. Cái này là con quánh được bao lâu rồi? Dạ gần 1 năm rồi. Mà con có đi thi đấu ở đâu không mà sao con được tuyển vô đây vậy? Dạ đánh võ. Giỏi không? Dạ giỏi. Chắc giỏi không? Dạ chắc. Trong lớp mà học á, con là đánh giỏi nhất hay sao? Dạ. Trong lớp con á chỉ có mình con đúng không? Dạ đúng. Ủa? Cái gì nữa, trong lớp nó học thì nó quánh giỏi nhất tại con mình nó quánh boxing. Mấy đứa kia quánh caro không, còn nó quánh boxing nó thắng là phải rồi. Thôi cho cô Nhi hỏi nè, trong rất là nhiều bộ môn khác nhau nè, tại sao con lại chọn boxing để mà con học? Dạ tại vì con thích nó hả hay là sao, hay ai giới thiệu cho con cái môn này? Ba con. Ba con hả? Ba con thích coi boxing hay là ba con đánh được luôn? Ba con cũng đánh được luôn. Vậy là con đi cùng với ba. Cái con thấy ba con đánh cái thích quá, xong rồi con xin ba con cho học hả? Dạ không, con thích môn này nên con học theo ba luôn. Cái này là có sự chủ động. Hồi nãy cô nói là con theo ba, con thấy ba quánh giỏi vẫn thích con học phải không? Dạ không, hồi nãy con thích môn này con mới theo ba. Thì hai cái nó cũng như nhau đó. Mà không chịu thì phải sửa lại thôi. Đúng rồi thôi, ok. Ngày hôm nay lên đây là mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần khởi động hết chưa con? Dạ rồi. Con trai đến đây là chuẩn bị những cái thử thách mạnh mẽ lắm đó anh ơi. Tôi chưa có tin đâu. Kỹ năng của con là sẽ thiên về là công phá, sức bền rồi phản xạ. Cái gì mà chú muốn thử là con chơi hết luôn á. Chưa tin. Bây giờ mình thử sương sương vài cái cho cô chú coi được cái khả năng của con nha. Dạ. Chúng ta hãy cùng đến với lại cái thử thách đầu tiên của bé, đó chính là công phá. Trước khi đến với thử thách, chúng ta sẽ gặp và giao lưu với thầy của bé Gia Bảo, bởi vì thầy sẽ hỗ trợ cho bé khởi động trước khi vào thử thách ạ. Thầy Phong ơi, khi mà 1 năm vừa qua mà họ dạy học cho bé Gia Bảo thì không biết là phát triển kỹ năng của bé nó có nhiều không ạ? Bé đánh cũng là khá là tốt và chị vượt trội hơn trong phòng tập mà. Khá là vượt trội trong lớp. Vậy là trong cái nhóm quánh boxing cũng giỏi nhất chứ không phải là giỏi nhất trong cái nhóm học ở trường. Thì bây giờ thì nhờ thầy hỗ trợ khởi động cho bé Gia Bảo để làm nóng người để vượt qua những thử thách tiếp theo của chương trình nha. Mình xin mời ạ.
Kinh quá. Ui da. Trời ơi, cưng quá. Winner Gia Bảo. Anh ơi, lúc khởi động mặt nghiêm túc nhưng mà thấy cưng dữ lắm. Cưng hết biết luôn á, người đàn ông nhìn là thấy tử tế rồi. Sao vậy, nhìn ở đâu mà biết tử tế? Quánh đối thủ khiều nhẹ cái quy. Chứ không tử tế nó quánh thiệt rồi. Thì sau màn khởi động vừa rồi là mình đã tự tin và nóng người hơn chưa con? Dạ rồi. Bây giờ là nóng giận luôn rồi đó. Cái môn này em nghĩ là anh Thành mê lắm nè. Môn của anh, môn của anh. Cái gì cũng dở, chỉ có boxing là thấy ok á. Được được đấy. Cái đó là khen hay chê ta? Ủa, em đang khen mà. Khen hả? Em khen rất nở đó. Nếu mình có một cái sở thích như vậy, nãy giờ thấy bé khởi động rồi, thấy những cái cú đấm của bé ổn không anh? À, con quánh cái tay con chưa có thẳng lắm thôi, nhưng mà tại vì nít mà. Thôi thì như vậy là đáng yêu rồi. Và quan trọng là thấy con, cái độ chính xác của con tốt. Với lại con quánh con ráng đứng thẳng lên. Dạ. Đúng không? Ra mà đấu với đối thủ mà, con đừng có khum quá nó, con hiên ngang hi cho cho rồi nghe chưa? Mọi người ủng hộ tinh thần cho con mạnh mẽ rồi, và cũng rất là cảm ơn thầy đã hỗ trợ cho bé khởi động để bây giờ bé sẽ bước vào cái thử thách đầu tiên, thử thách công phá. Vâng, đây là một cái tấm đệm để cho bé sẽ sử dụng cái đòn của mình đánh trực tiếp vào đây và sẽ công phá làm vỡ gạch. Dữ vậy, gạch đó là gạch bông hay gạch cua? Xin mời một miếng gạch để cho giám khảo chúng ta có thể xem qua. Bây giờ chúng tôi có thể thử cái độ cứng nó bằng cách là thử lấy công phá lên người của cô của Harry Won. Được không? Chi vậy? Để coi nó cứng cỡ nào. Vấn đề là vậy nè, em là phụ nữ già đúng không? Thì mấy trai trẻ phải nên là hiểu không? Em anh bệnh nè. Thử chứ. Nên mệt rồi. Anh bị bệnh không mà anh đâu có chết đâu. Cháu đợi lâu thì cho cháu diễn nha. Mà anh kiểm định được cái chất lượng của miếng gạch chưa ạ? Mạnh lắm, gạch nấu kỹ lắm cứng nhắc. Em này là em đi nướng thịt bò ăn xuất sắc. Trời, mạnh thiệt chứ. Rồi, bây giờ con hãy thể hiện và biểu diễn cho mọi người xem. Sau đó là cô chú giám khảo sẽ cho con một cái đề thi vượt thử thách. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với màn công phá của Su Hào. Xin mời con. Yeah, wow. Và theo như quan sát thì chỉ với lần ra đòn đầu tiên bé đã công phá vỡ được 2 miếng gạch à. Ồ. Mức này có vẻ khá cũng còn khá đơn giản với con đúng không? Dạ. Bây giờ là cô chú giám khảo, mình nghĩ là sức của bé sẽ công phá được khoảng bao nhiêu miếng gạch nữa ha? Nãy thật sự là cô thấy con ra đòn cũng mạnh nhưng mà chưa có hết sức. Đúng rồi. Anh có thể làm một miếng thôi được không vậy? Để mình biết là anh nói anh diễn tả cái cảm xúc là một miếng nó cũng khó cỡ nào để em biết em nhắm chứ. Trời em ơi, không biết trời. Em không nhắm được á. Ý là biểu tôi lấy miếng thì bằng tay không đó hả? Rồi bà còn muốn tôi đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình này hay không? Đây, chương trình đã chuẩn bị sẵn cái đồ găng tay cho anh rồi đó. Bây giờ chú công phá thử nha. Dạ. Để chú coi là cái nó cỡ nào, lát nữa chú ra đề cho con nha. Dạ. Nhưng mà nếu anh mà quánh được 5 miếng 3 cái thì bạn này phải bớt lại chứ nhờ. Đúng rồi. Wow, vậy là nãy bạn này 2 miếng là cũng giỏi lắm. Giỏi đó. Bây giờ giỏi chắc chú là thử thách con chắc là 4 miếng này. 4 rồi, 4 miếng cũng dữ lắm rồi đó. 4 miếng là nhiều quá chứ. Hai cô muốn đặt bao nhiêu viên gạch ạ? 3 miếng ạ. Em cũng 3 viên. Nếu chú Thành đề nghị 4 viên trong 3 cú đánh, con nổi không? Nổi. Cố lên nha. Anh, hay là bây giờ mình để trừ hao 5 miếng luôn anh. Ok. Yeah. Cô kêu là chảnh, cô kêu nó để xe cua 5 miếng. Thì chú thấy là tới 4 đó. Thì cô Đông Nhi, cô Harry Won là 3.
mà con mà làm được 5 miếng gạch là nhận ngay một cái bánh bao. Nhưng mà bé ơi, có vẻ không có hảo muốn nó lắm anh ơi, mặt lạnh lùng lắm đi luôn rồi. Nghe bánh bao nhà em nó không thích, bỏ đi. Chú tặng con dĩa cơm chiên liền. Có vẻ là nóng người lên nhiều hơn rồi phải không con? Và bây giờ là phần biểu diễn của cháu với 5 miếng gạch ngói nướng thịt bò. Chúng ta cùng xem. 3, 2, 1, chơi! Cố lên! Chơi! 1, 2, 3, quất! Đúng rồi! Được 3 miếng rồi. Mấy miếng à? 3 miếng à? 3 miếng à? Thử thêm cho con 2 cú nữa. Quốc lấy gì cầm chiên cái coi. Gần được. Tiếc quá, không được. Như vậy là với sự kỳ vọng của cô Harry Won và cô Đông Nhi, con đã đạt được gọi là 3 miếng gạch. Thôi bây giờ con sẽ giữ sức. Cái sức công phá của con là mọi người cũng đã công nhận rồi, con đã vượt qua được bản thân mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách về phản xạ của bé. Và chúng ta hãy cùng đến với thử thách phản xạ của Su Hào. Như mọi người biết, trong boxing á, là chúng ta cái lực và cái sự phản xạ rất là cần thiết. Chiếc máy tennis này sẽ bắn ra trái banh trong vòng cứ 2 giây là một trái. Và con sẽ đỡ những trái banh tennis bay đến mình. Cái máy này bắn được 2 giây một trái hay em? Cứ 2 giây là một trái. Là 1 phút bắn 30 trái. Dạ chính xác. Hay là bây giờ ban giám khảo có muốn nhìn em trải nghiệm để coi cái tốc độ để mình dễ mình ra con số không ạ? Nên. Ok. Xin hỏi là MC có trồng răng sứ không ạ? Dạ răng hoàn toàn tự nhiên ạ. Ok. Mũi tự nhiên, cầm tự nhiên ạ. Em nghĩ sau cái trải nghiệm này không biết còn tự nhiên không hay nó rớt bớt rồi. 2, 3, bắt đầu. Hay quá Kiều ơi. Thấy cái tướng nhà nghề quá. Ôi anh ơi mạnh nha anh. Cái lực mạnh. Lúc đầu em tưởng là bắn nhẹ nhàng, bay nhẹ nhàng thôi. Không, nhưng mà mình phải rất là tập trung. Tại vì nếu không mình sẽ bị giật mình và mình nhát là mình né liền. Có thấy. Dạ. Và sau khi quan sát được cái sự trải nghiệm của em về cái máy bắn bóng tennis rồi á, thì không biết là mọi người có chuẩn bị được cái đề bài thử thách cho ngày hôm nay chưa ạ? Cái máy này nó bắn có vẻ mạnh. Và cô Gil Lê cũng cao cho nên tầm nhìn dễ. Dạ. Còn cháu của tôi thì nhỏ, cho nên tôi nghĩ là bao nhiêu? 1 phút 40 giây là bắn ra 50 trái. Ít nhất đi một trúng một hụt. Phải là 25, tôi ra đề 25. Em nhiều hơn. Nhiều. 30. À, lần đầu tiên nếu cô Huy Quân ra đề khó hơn chú Thành. Em nghĩ 20 thôi. Nhưng mà 20 nhiều khi nó không được phân nửa nữa. Thôi mình giữ 3 cục điểm luôn ở đây, điểm an ủi. 20 đây là điểm là vượt qua thử thách là 25. Còn đây là điểm gọi là thành công vang dội 30, được không ạ? Hay quá. Ok. Gia Bảo tập trung nha. Thử thách phản xạ của Gia Bảo bắt đầu. Xin mời bấm giờ ạ. 1 2 3
sẽ là kết quả của Gia Bảo nha. Trong phần vượt thử thách phản xạ trong vòng 1 phút 40 giây, con đã rất tập trung, dùng cả thân mình để đỡ. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ sử dụng những cái găng, những cái trái banh nào mà bé dùng găng để phản xạ ra được thôi. Và kết quả của Gia Bảo đó chính là trong vòng 1 phút 40 giây, con đã đạt được 26 trái banh ạ. Chúc mừng Gia Bảo, con đã vượt qua thử thách thứ hai thành công. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách cuối cùng của Gia Bảo ngày hôm nay nha. Trước khi bắt đầu thử thách thứ ba thì cũng xin phép hỏi chị Đông Nhi, hồi nhỏ không biết chị có hay được đi chơi công viên, đi ra ruộng rùa hay đi ra cái quận nhất Sài Gòn được chơi, được không chứ. Dạ, không biết lúc đó chị có thấy mấy cái bong bóng bay bay, chị có đòi ba mẹ mua cho không chị? Có ạ. Đông Nhi là chắc chắn là có mua, chắc Harry Potter là không chơi bong bóng. Em không có đòi mua được gì hết á. Dạ? Đòi đi chơi mà đi chơi được là mừng thế rồi. Không có đòi hỏi anh. Đi đường quá. Dạ, có chị Nhi là chị Nhi đòi hỏi bong bóng nè. Đó. Không, em thật ra không, đừng nói như vậy. Chị không có đòi hỏi. Chị chỉ nói, ô bong bóng đẹp quá. Thế là con. Chứ vì sao? Dạ, lúc đó chị không biết chị có quan sát một cái người bán bóng á, mỗi lần họ bơm bóng là họ phải đạp, đạp một cái đồ mà bơm cà xịt. Đúng rồi. Bây giờ con trai em bơm bóng bằng tay ạ. Có nghĩa là cháu nó sẽ đấm vô cái đó. Dạ chính xác. Rồi hơi nó sẽ bơm lên cái bong bóng bên trên kia. Dạ. Nhưng mà cái này là cần phải có giới hạn thời gian nha anh chị. Cái này hay, đúng rồi chứ không lại quánh tới tối. Bao lâu nhỉ? Hay bây giờ mình cho trải nghiệm không ạ? Cô Harry nên thử chơi trò này. Không biết có đơn giản không? Khi mà trải nghiệm xong chúng ta sẽ biết được cái công sức để bơm được và cần bao nhiêu thời gian. Đúng, phải là cái chuẩn của cô Harry. Wow. Hôm nay là đúng là khai trương mùa 3, là giám khảo của chúng ta hết sức là nhiệt tình luôn. Môn nào cũng thử trải nghiệm nhờ cho các con hết. Bây giờ chị sẽ đấm vô đây nha. Nói vậy hả? Nặng là đóng vậy à? Hả? Dạ đúng. Ôi, rồi. Ôi ý nó cũng cứng chứ đâu có mềm đâu nhỏ. Chúng ta bây giờ sẽ bắt bấm giờ. À. Để xem khi nào thì chị Harry Won có thể làm vỡ được trái bong bóng nha. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số thời gian của giám khảo Harry Won. Xin mời ạ. Dạ, bong bóng còn nhỏ lắm, cố lên. Một. Chưa đâu, mới được nửa đường thôi. Ê, mọi người sắp rồi. Cầm đầu. Cố lên. Trời ơi, mệt quá. Cố lên chị ơi, cố lên. Sắp được rồi. Cố lên, sắp rồi. Đâu có đơn giản phải không Su Hào? Lên chuột. Cái này nha, nó mệt hơn đập cái kia đó anh hiểu không? Nó chơi bệt đó anh hiểu không nhỉ? Chính xác ạ. Thì đó, tôi biết cái này mệt mới kêu bà lên đó. Mà cái bong bóng này được cái là không đánh nữa, là nó lại xì hơi nữa. Đúng rồi, cái này mà mình ngưng lại chậm một xíu là cái hơi nó sẽ xì ra ngoài. Không còn căng nữa. Cho nên phải đánh liên tục, mà đánh liên tục thì sức lại không bền. Dạ, cảm ơn giám khảo Harry Won đã trải nghiệm. Đây gọi là thử thách sức bền. Và chúng ta hãy cùng đến với khoảng thời gian giám khảo Harry Won làm vỡ được quả bóng là bao nhiêu. Và chị đã mất 1 phút 27 giây wow. Để làm vỡ được cái bóng này. Ê, cũng giỏi chứ bộ. Em còn tin con trai của em làm có vẻ được hơn á nha. Hơn chứ, phải hơn chứ. 1 phút 10 giây chẳng hạn. 1 phút 10 giây. Nghĩ vậy á. 1 phút 50 giây. Ủa? Gì chơi lật kèo ghê vậy? Hồi nãy đang hiền lành mẹ bỉm sữa cho riêng, giờ lật mặt tôi 1 phút vậy? Tại vì em nghĩ rằng là mình cũng phải có điểm nhấn. Trời, nãy giờ đó. Em 50 giây. Cô tin con là sẽ đấm vỡ được chơi bóng đó trong vòng 50 giây. Yes. Cô Đông Nhi kiếm chuyện là đặt cược 50 giây. Con cố gắng lên nha con trai. Đây là cô Harry Won là 1 phút 10 giây. Chú Thành là 1 phút. Cô Đông Nhi là 50 giây. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với thử thách sức bền của Gia Bảo ạ. Cố lên Su Hào ơi. Yeah, cố lên. Sắp rồi con ơi, sắp rồi. Nhanh đi nào. Sắp rồi. Cố lên.
nữa, nữa, đúng rồi, cái nữa rồi, ba cái nữa rồi, một, hai, ba nữa, ba, hai, một, cố lên, 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 đổi tay, đúng năm cái nữa rồi, năm, bốn, đổi tay được không? Hai tay luôn, con ơi, hai tay được, hết rồi, hết rồi, đổi tay con, tay kia, tay kia. Em chưa biết kết quả như nào mà em thích cái cách làm á anh, rất là mạnh mẽ và rất là quyết tâm, đúng nhìn không ạ? Nhìn ngầu lắm á, siêu ngầu á, rất ngầu á. Ghét lắm, cái mặt thấy thương lắm, trời con tôi con đứa vậy thương lắm luôn á. Hồi nãy em làm anh không có thấy thương em. Trời ơi em mà thương cái gì, em làm anh vui không chết. Ở nhà anh lưu số điện thoại bà anh để chữ nạn nhân mà. Không, nhưng mà ở nhà mình vẫn được chăm sóc lại thôi mà, coi như là một cái sự an ủi đi chị, mình được thì nấu ăn ngon cho. Trong điện thoại anh thì bà là nạn nhân, nhưng ở trong nhà thì anh là nạn nhân. Và bây giờ em đã có được thông báo kết quả vượt thử thách vừa rồi của Gia Bảo. Kết quả của Gia Bảo đã thực hiện được thử thách trong vòng 52 giây. Vượt qua 30 giây lận đấy. Giỏi quá. Giám khảo Kim Ta nghĩ ngày hôm nay với cái phần vượt thử thách vừa rồi của Gia Bảo có thành công không ạ? Xin mời chị Đông Nhi. Với cô thì cô thấy rằng là con vượt ngoài cái sự thành công luôn. Bởi vì là con rất là cố gắng. Thật ra thì bản thân đối với Harry nha, thì hôm nay bé Bảo làm rất là nỗ lực, kiên trì và lúc nào cũng năng lượng rất là tích cực nha, và lúc nào cũng kiểu như là muốn là làm thêm chứ không phải là kiểu như là làm cho có, thì cái tinh thần đó Harry rất là thích. Nhưng mà cô nghĩ là chắc là mình giảm cân một chút xíu để mình tập võ nó tốt hơn. Cảm ơn cô Hiếu ạ. Thiên chú Thành thấy rất là thích cái cá tính của con. Con là một bạn nhỏ rất là dễ thương, rất là biết giúp đỡ người khác. Hồi nãy chú Thành thấy là cô Harry lên là con đã giúp cô rồi, rất là đáng yêu luôn. Cái thứ hai là cái tinh thần của con không có sợ khó đâu, ai biểu cái gì là cũng ráng hết sức đi làm. Chú thấy điều đó. Con dành thời gian luyện tập nhiều hơn nha. Dạ. Cảm ơn con. Con cảm ơn. Gia Bảo ơi, ngày hôm nay đến đây để thể hiện bản thân mình rồi, thì con có thể chia sẻ cho siêu tài năng nhí biết về ước mơ tương lai của con được không nào? Dạ, con ước mơ được làm người giúp đỡ người nghèo. Thấy thương không? Dễ thương quá, suy nghĩ rất là kỹ, người giúp đỡ cho những cái người nghèo, người yếu thế hơn mình, đúng không nào? Tuyệt vời quá, cảm ơn con đã đến với chương trình Siêu Tài Năng Nhí.